Cô cho cháu 4 cân cắm gạo với cả 5 cân cắm ngô ấy. Dạ. Không không, không không trộn để riêng cho cháu. Anh em nhá, mua cắm gạo này. Cắm gạo cắm ngô này, đây cắm trứng này, không cắm chỉ hơn có hết này. Cắm trứng này. Đủ các loại thập cẩm chi khơn đây 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 thứ này, câu cá đây nữa này, vâng này. Đây là cắm ngô anh em nhé, cắm ngô 5 cân, 5 cân cắm ngô, 4 cân cắm gạo. Của cháu tất cả hết bao tiền cô nhỉ? 63.000, ok. 63.000 anh em nhé. Để xem đầu tư một thùng thính hết bao tiền anh em nhé. Đi câu không mà vất vết đấy. Đây bọn cháu toàn làm đồ đi câu thôi. Ủ để câu dần. Bên đây là nhà cô đang xây đúng không? Chuẩn bị có nhà ngon ở rồi. Mua cắm gạo có 4 cân thôi, bởi vì cắm gạo nó nhẹ hơn anh em nhé. Cắm ngô nó nặng. Vâng, cắm gạo nó nhẹ. Cắm ngô nó nặng nên là phải mua cắm ngô nó nhiều hơn anh em nhé. Cho tỷ lệ nó cân nhau. Đấy anh em nhìn mới có hơn 3 cân một tí, một cái túi to phật rồi. Mới hơn 3 cân một túi, cái túi to hơi to. Vâng. Không, cháu đang nói chuyện với anh em ở trên đây. Đấy, anh em không biết mua cắm ngô. Khoai lang bao tiền cân đây người đẹp ơi? 15.000 cân đấy. Thế mua nhiều có bớt không? 5 cân. 14.000 à? Bán đây, bán nó 5 cân. 14.000 anh em nhé. Không. Dưới bao tiền quả? Hả? Bao tiền rẻ đất nó phải có giá chứ. Bán đồng giá 5.000 một quả đi, to nhỏ. Khoai nhật bây giờ nó rơi khoảng bao tiền cân nhỉ? Khoai nhật thôi. Đấy, khoai nhật cứ héo và ăn từ bữa cơm. Mẹ nó hôm trước nha, em đi có cái lão bán, lão đi kiểu lão đổ cho bọn chị ấy. Chị biết bao tiền cân không? Em hỏi bao tiền cân? Không mà cả thì là ông bảo 5.000 cân. Chị đi buôn thì chị biết. Em nói anh chị còn ngon hơn khoai này luôn, để ông cứt. Cho luộc rồi mua về ăn, mua hôm nay mua hơn 30 cân. Ông ấy bán, ông còn bán cả tạ cơ. Ông bảo là tôi đi mang đi tôi đổ chứ tôi không bán lẻ. Thế đâu loanh quanh lấy 30 cân về cho cả làng luộc ăn hết đéo đâu. Đéo cứt. Khoai xịn đấy. Chỗ này là bao tiền?
5 cân là bao tiền? 5 cân là 50.000 à? Ở đây 70. Đây 70.000 anh em nhá, 70 nhá. Đây, giờ lại 30 ấy. Có mua gì không? Không, chả mua gì. Có mua người bán người không? Mua luôn. Bao tiền? Khoai đâu? Đâu chờ tí. Khoai đi câu ăn anh gì? Em nha, đi đầy bỗng rượu nha. Không không. Ôi tí nữa thì. Cầm cầm cầm. Đấy. Quay để đi câu. Thôi em ơi, cả nước nữa. Cả nước à? Cả nước đấy, như thế đổ vào cho anh gáo nước lên đã. Đây gáo 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 đây anh cài. Đấy nhá, bỗng rượu nhá, nấu rượu ra cái bỗng này nhá anh em nhá. Đấy. Đấy tôi quay chi tiết thế này mà anh em không biết nữa thì thôi. May mà nó cũng đổ hết, đổ hết. Còn đúng xô. Bọn em đang định quay về bỏ đấy. Nó vừa lấy của em xong vừa em vừa rửa sân. À, dạ vâng. Cả cái cả nước anh em nhé. Đây, cho thêm. Thôi, 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 anh Tài không có đẩy của em đi, nó sóng ra đường. Anh em nhé. Thực ra cái này mấy cân thì mình không biết đâu, ăn chừng thôi nhé. Đó, bóng rượu này. Ê, bọn em cảm ơn nhá, em về đây, cái này của anh Tài à? Ờ, cái này để ăn đấy. À, anh em nấu rượu ấy nhá, vào tận nhà luôn, hôm nay mình quay full như này anh em không còn gì mà thắc mắc nữa nhé. Này mà cá không chết nữa thì anh em đây. Cám ngô, khoai lang, cám gạo và bỗng rượu ở trong cái xô này nhá. Đấy, anh em xem hôm nay thì mình hướng dẫn thì nó phải nói là nó quá chi là tỉ mỉ luôn. Bây giờ mình sẽ đi gọt khoai anh em nhá. Tính ra là hết 160.000. Tiền công làm thôi cho rẻ 40 đi, thế là 200.000, 200.000 anh em được. Quá nhiều thính để mà câu nửa năm rời luôn. Quá rẻ. Rồi, gọt mình, mãi mới xong này. 5 cân khoai nhá. Đấy, gọt sạch sẽ đây. Bây giờ mình sẽ chặt nhỏ ra để luộc cho nó nhanh chín anh em nhá. Rồi. Chặt nhỏ ra anh em nhá. Cho nhanh chín. Ra mua cái củ tháo tháo này. Luộc nó nhanh chín anh em ạ. Thank you.
Hôm nay nó lại không có cái song nào to anh em ạ. Thế là mình phải chia thành hai song rồi. Con anh em đây nha, một nồi khoai này, một nồi nữa này, bỗng rượu này, cám gạo này, cám ngô này. Cám ngô mình phải đổ ra xô để tí nữa mình trần nước sôi nha anh em nhé. Đó, tí nữa luộc khoai xong thì đây là cám ngô nhá, tiếp tục thôi. Đấy, nước sôi này, đổ nước sôi vào trần thôi. Tôi nghĩ là một phích với cả một siêu này thì vẫn thiếu, chắc là phải đun thêm nước rồi. Không cần bung, chỉ cần trần thôi. Trần cho chín qua khoảng 30-50%, 60% được. Anh em nhỉ. Đó, tỉ mỉ chi tiết chưa. Chắc chắn nó thiếu nước rồi anh em ạ. Cuối như bánh đúc này. Thiếu nước rồi, chắc chắn là thiếu nước rồi. Khả năng phải đun thêm một siêu nước nữa anh em. Thì nó cũng chỉ là cái quá trình đun thêm nước thôi mà. Thì cái này bỏ qua anh em nhé. Mình sẽ đi đun thêm nước, mình đổ vào đây. Một siêu nữa là ok. Một siêu nữa là ok đấy. Rồi. Để cho cái mé đằng này cho nó chín trước đi. Được, tí nữa. Đây thì khoai mình vừa luộc xong anh em này. Đó, khoai rất chi ngon, ăn được luôn. Đấy, 5 cân khoai nhá. Bỗng này, bỗng thì mình không cân đâu. Đấy anh em cái xô nhỏ nhỏ đây này. Mình cứ xin một xô đấy thôi. Đấy. Cám ngô trần. Xong rồi. Bây giờ mình chỉ chờ cho khoai nó nguội đi thôi. Thì sẽ làm việc được. Khoai nguội đi là ok. Rồi, tất cả quá trình này thì rất chi là nhanh thôi. Chiều thì tầm chút nữa thì chờ cho nó nguội chắc nhiều lắm, nhiều khoai lắm. Phải tiếng đồng hồ. Nguội lúc nào thì mình xào lúc đấy thôi. Anh em bắt đầu nhá. Nguội hết rồi nha, bắt đầu làm mủ anh em nhá. Đây, bắt đầu làm mủ thì mình sẽ livestream anh em xem. Clip full thì anh em xem ở clip sau anh em nhé. Bây giờ đầu tiên là cho khoai vào. Cắm gạo. Khoai mới cắm, đổ cắm gạo mới khoai vào bóp nát. Bóp nát khoai. Sau đấy thì đổ bông rượu vào trộn đều. Rồi. Đơn giản thế thôi. Bây giờ mình livestream anh em xem. Sau đấy thì clip cụ thể thì anh em xem vào buổi tối nhé. Đây vừa livestream đến công đoạn này rồi. Bây giờ chỉ
cho vào thùng thôi, ủ thôi. Cái thùng nhá, sạch sẽ thôi nhá anh em. Dẫn chặt nhá, dẫn chặt cho ngầu anh em nhé. Hôm nay cho hơi ít nước bỗng anh em, nhiều nước bỗng tí nữa thì em chỉ có cho đến khoảng tầng này thôi nhé, không có là mấy nữa là nó sẽ bị chảo thế nhé. Mấy nữa là nó bị nở ra đấy, 3-4 hôm là nó bị nở ra. Đi đây. Thật Tuấn Anh đâu? Tuấn Anh đâu? Xong một thùng này ha, rất chính là ngon. Mấy hôm nữa thì mình sẽ mở ra anh mấy cả anh em kiểm tra nhé, lên men rất chính là đẹp. Trời rất chính là oi này, thì cũng chỉ khoảng 10-12 ngày, 13 ngày là đi câu được rồi, không cần 15 ngày một thùng mít luôn. Thêm chỗ dư cái cho vào thùng nữa anh em nhé.
chỗ ngoài cái mình vớt lại để tối đi câu cái trên mình ném. Cái xô này thì còn để tối đi câu cá, chết rồi. Kinh quá. Rồi thì mình sẽ chuyển sang cái thùng này, cái hộp này anh em nhé, để tối lấy cái xô còn đi câu cá rô.
Anh em ok rồi nhé. Xong rồi. Bây giờ chỉ việc đậy vào và ủ thôi. Lấy một cái túi ni lông nhé anh em nhé. Túi ni lông này hơi nhỏ rồi. Đậy kín cơ. Mình sẽ rạch đôi cái túi ni lông này ra. Mình làm để mình câu nhá, không phải là để bán đâu anh em nhé. Thường anh em nào nhắn tin cho mình bảo là để cho mấy cân. Đó. Tạm thời kín rồi anh em. Cũng chưa được kín lắm. Bây giờ tôi chơi thế này đi. Tôi lấy ngay cái màng bọc thực phẩm tôi bọc. Cái túi bóng không phải là cái rác, đó là cái túi bóng xanh đựng đồ 5 kg thì nó che được. À mà bây giờ lấy cái màng bọc thực phẩm này thì đến lúc nhấc lên nó bất tiện. Ôi trời ơi. Tôm này đi, nhìn nó đẹp. Cái nắp thùng hơi bẩn xíu, không sao nhé. Cái thùng này mình rửa. Mình rửa mình úp xuống từ cái ngày nó hết thịt cơ. Đó, một ngày vất vả anh em nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó vào đây. Cho vào đây và cất đi quên lãng nó đi nửa tháng anh em nhé. Cho vào đây quên lãng đi nửa tháng. Mình sinh ra là dành cho lãng. Anh em coi như không có cái thùng này, bẵng đi 15 ngày là có đồ câu. Mẻ này, một hũ mẻ to này.
anh em. Đây là cái góc nhỏ của mình chứa toàn đồ câu thôi anh em, chứa toàn mồi câu thôi, đồ câu. Rồi, chào tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở cái clip sau nha. Chúc anh em làm tốt. À đây, thì mình nói rất chi là nhiều và cũng rất chi là nhiều anh em hỏi. Thính này từ khi tính từ ngày anh em ủ 15 ngày là câu ổn định nhất anh em nhé. Ok.